Hello, xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh lại xin giới thiệu cho các bác là một số những cái mẫu sản phẩm bên em Dân mới về. Một số những cái mẫu sản phẩm bên em đã có rồi, hôm nay lại về thêm cho chúng ta một cái mẫu thảm mới, thảm lông cừu. Đấy, và một số những cái mẫu bát đũa. Đấy, quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh của em có thể phát triển lớn mạnh hơn cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Quý cô bác anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Em Dân thì ship code toàn quốc. Đấy, như thường lệ thì đơn trên 300k thì em Dân sẽ vẫn miễn phí ship cho các bác. Và đơn trên 500k thì vẫn có một số những phần quà nhỏ nhỏ để tặng các bác này. Đèn móc khóa này. Bình giữ nhiệt này, bình giữ nhiệt bãi nhiệt này. Những cái cây trà bồn cầu này. Hay là những cái mẫu bay xây dựng. Bay xây dựng rất nhiều nhưng không phải là còn một cái đây đâu. Đấy, gãi lưng này. Hay là mẫu bình xịt nhớt này. Đấy, thì đó là một số những cái phần quà nhỏ nhỏ bên em. Đấy, sau đây thì em Dân xin đi và giới thiệu cho các bác là một số những cái mẫu thảm này. Mẫu thảm em bên em mới về. Đấy, mẫu thảm này là mẫu thảm lông cừu. Thảm lông cừu này. Con này thì nó bằng vải lông cừu luôn chứ không phải là bằng sợi cước tổng hợp nữa. Con này thì các bác để cho trước những cửa phòng. Đấy, để em lột ra cho các bác xem. Hàng này là hàng xuất đến Nhật các bác nhé. Hàng này là hàng xuất đến Nhật. Đấy, hàng nội địa Trung xuất đến Nhật này. Đấy, hàng này nó nguyên đai nguyên kiện nguyên. Khi các bác nhận hàng nó nguyên như thế cho chúng ta luôn. Đây em xin phép là các bác là em bóc một cái ra thì nó thì cũng rất là nhiều mẫu mã. Đấy, nó rất là nhiều mẫu mã nên là... Đấy. Rất là đẹp này các bác này. Sờ vào cái sợi vải, đây là vải nhá các bác nhé, bằng lông nhé chứ không phải là bằng cước như cái kia. Đấy. Con này thì thương hiệu của nó là Romat. Romat này. Đấy, một cái mẫu thảm lau chân rất là tiện mà nó rất là đẹp. Con này không những ấy còn nó còn sang nữa, nhìn rất là sang các bác nhé. Nguyên đai nguyên kiện luôn này. Đáy của nó thì cũng là một lớp chống trơn trượt này. Đáy của nó bằng lớp chống trơn trượt. Hàng của nó đây. Romat. Con này thì nó có, em xin đo kích thước cho các bác luôn. Nó có cái kích thước của cái thảm. Đấy, kích thước của cái thảm này nó là 40, gần 41 ấy. Nhân với lại một chiều này là đây 60. 40 x 60 các nhé. Thảm đủ 40 x 60 luôn. Nó cũng có rất là nhiều màu sắc này. Đấy. Rất nhiều màu sắc, rất nhiều hoa văn. Đấy thì cũng như cái thảm kia thì các bác cũng nó mỗi mẫu rồi của nó cũng chỉ có một hai màu thôi. Đấy các bác cũng vui lòng là giúp em Dân là không chọn màu với nhé. Tại vì cái này ví dụ là các bác cứ bảo là anh thích kiểu này thôi. Thế còn những cái màu sắc này thực ra là nó cũng rất là khó. Đấy. Một cái mẫu thảm như này thì bên em Dân đang bán với giá là 150.000 đồng. 150k. Đấy, một cái thảm lông cừu này. Một cái thảm lông cừu. Đấy, khi các bác nhận hàng sờ vào cái chất vải của nó khác ngay. Nó khác ngay nha các bác nhé. Con này thì các bác để trước cửa phòng thôi. Để lau chân, lau tay. Rất là tiện lợi. Đấy, nó sạch sẽ mà rất là ok nhé. Chất liệu của nó là cũng là dòng cao cấp không nhé. Dòng cao cấp, hàng này xuất đến Nhật thì cũng phải đơn giản. Đấy, 150.000 một cái sản phẩm, mẫu sản phẩm này. 150.000. Đấy, hàng thì nguyên nguyên siêu này cho các bác luôn nhé. Khi các bác nhận hàng là nó nguyên siêu như này luôn. Đấy. Hàng đẹp luôn. Đây là một cái mẫu thảm mới bên em mới về. Đấy, thảm mới bên em mới về nhé. Bên em thì cứ cố gắng làm sao mà một ngày hoặc là muộn quá là hai ngày thì sẽ có một cái những cái sản phẩm mới cho các bác. À đây quên. Đấy, bên em đang có cái chương trình ưu đãi cực kỳ lớn, đó là 5 bác đầu tiên để lại bình luận, like và bình luận cho em thì đơn hàng của các bác chụp lại màt hình hoặc là các bác bảo em là đấy anh tên là như này anh bình luận rồi đấy thì em sẽ miễn phí ship cho các bác luôn, kể cả là một món cũng miễn phí ship. Đấy là 5 bác đầu tiên để lại bình luận cho em nhé. Thì là bên em đang có chương trình ưu đãi kiểu như thế mới các bác nhé. Đấy. Đấy, tri ân cho dành 5 bác đầu tiên trong bình luận trong video của em. Đấy, sản phẩm đầu tiên là em giới thiệu cho các bác đó là một cái mẫu sản phẩm thảm để chân. Đấy. Còn đây là cũng là một cái mẫu thảm để chân nữa này các bác này. Ở đây còn cũng còn một cái mẫu thảm để chân nữa. Mẫu này thì nó lại là bằng nó không phải là bằng lông cừu như các bác nhé. Cái này là bằng những cái sợi cước tổng hợp. Đấy các bác này, cái này thì những cái này các bác để vào những cái bậc ví dụ là ra vào nhà ấy.
những cái kia là thông phòng, trong phòng thì nó sạch sẽ thì chúng ta nên để cái đấy, hoặc là chỗ chúng ta thử trên giường ngồi xuống thì nó sạch sẽ thì các bác để nên để cái kia, còn những cái này thì các bác để ở trước cửa đây đấy thì nó hợp lý hơn đấy, thì là tại vì nó cước, sợi cước chúng ta có thể xịt, những ví dụ chân chúng ta đi đất, chân đất hay là ở ngoài đường về thì chúng ta thủi giày thủi dép thì được đấy, thì chúng ta lấy, có thể lấy máy xịt rửa để chúng ta xịt rửa. Một cái mẫu này thì bên em dân đang bán với cái mức giá đó là 80.000 đồng một cái, 80k có nhỉ, 80k một cái thảm này đấy. Các bác lên cho em mã này là mã thảm 2 nhé, hoặc là thảm cước, còn kia là các bác lên cho em là thảm 1, cái này là thảm 2, hai mẫu bên em. Mẫu này 80.000 và mẫu kia 150.000 đồng nhé. Mẫu này 80.000 và mẫu kia 150.000 đồng. Đấy, cái mẫu sản phẩm thứ ba bên em dân xin giới thiệu với các bác. Nói chung là cũng không còn nhiều. Để đây quên không mang ra thôi, chứ còn cũng còn hơn chục con tủ nữa, tủ thì vẫn còn. Số lượng các bác lấy vẫn còn thoải mái. Đấy. Cái mẫu này thì là mẫu hàng của người ta thanh lý, bên em dân đang bán với giá là 1 triệu đồng một cái mẫu tủ điện này. 1 triệu đồng một cái mẫu tủ điện. Đây các bác mở ra này. Nó là hàng bãi các bác nhé. Nó là hàng bãi nhưng mà nó vẫn còn gần như là mới luôn này. Nó vẫn còn gần như là mới. Đấy, ở đây thì nó có một con dòng át tổng là át chống giật này. Con CB tổng là CB chống giật. Đấy, còn những át kép này là có hai con chống giật, tổng cộng của nó là 2 4 6 8 10 cái át. Tổng cộng là có 10 cái át kép và một cái át tổng. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 1 triệu đồng. Át tổng 40A. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng cao hơn cái áp tổng này thì các bác liên hệ với em. Thì bên em sẽ điều chỉnh cái tủ này cho các bác. Điều chỉnh cái áp tổng cho các bác. Đấy, các bác dùng xong các bác lắp đây. Con tủ điện này nhé, nó có kích thước này. 35 x 12 cao 9. Cao bao nhiêu? Cao 8 chứ, 8 hơn 8 một tí không phải 9 đâu. Đấy. Át chống, át tổng, át chống giật. Hàng đây. Nói chung là nó vẫn còn rất là ok. Không đến nói là đẹp, nhưng mà nó còn chắc chắn là trên 95%. Chắc chắn một điều là trên 95%. Hàng này thì hàng bãi thôi. Hàng này hàng bãi các bác nhé. 1 triệu đồng. 1 triệu đồng một cái tủ. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái bộ bát. Một cái bộ bát này. Đấy, có túi xách các thứ đàng hoàng. Con này thì chúng ta có thể làm quà tặng được. Đấy. Con này thì thương hiệu của nó đây, Repeturiu, cũng chả biết là viết cái gì. Đấy, chất liệu của nó thì cũng rất là ok này con này. Đấy. Hoa văn các thứ của nó cũng rất đẹp. Một bộ của nó là trong này có 6 cái. Một bộ có 6 cái. Nói chung là tặng thêm cái đũa kia thì cái đũa kia cũng chỉ là đũa bình thường thôi. Đấy, cũng không phải là đũa xịn sò lắm. Bên ngoài của nó thì cũng thiết kế của nó thì cũng rất là đẹp. Đấy. Một cái hộp bát như này. Đấy, thì bên em dân đang bán với cái giá là 180.000 đồng. 180.000 đồng một cái bộ này. 180k. 180k có nhỉ. Một cái bộ 6 bát. Một cái bộ 6 cái bát này. Hàng này thì nói chung là rất là ok. Đấy, cái này không biết là vận chuyển có dễ vỡ không nữa. Đấy, em mới về nhưng mà lúc chắc là cũng không dễ vỡ đâu, phải bọc thêm. Đấy, một bộ 8 bát. Một cái bộ 8 cái bát. Hộp các thứ đàng hoàng cho chúng ta luôn này. Đấy. Có túi xách. Có túi xách. 180k nhé con nhé. Cái này 180.000 đồng. Một bộ này. Hàng đẹp luôn. Này. 180.000 một bộ 6 bát. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu bên em mới về hôm qua. Rìu. Đấy, một cái mẫu rìu. Các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn này. Các bác lên cho em mã này mã rìu đồ long nhé. Các bác lên cho em mã này mã rìu đồ long. Đấy, ở đây là hình con đại bàng này. Mắt con đại bàng. Cầm con này cũng rất là chắc tay. Cầm con này cũng rất là chắc tay nhé. Đấy.
Con này thì bên em dân đang bán với giá là 850.000 đồng. 850.000 đồng. Đấy, dìu đồ long này. Đấy, đại bàng rồng rồng cắp đại bàng này. Đấy. Hàng đẹp luôn. Nó có những cái rất là đẹp. Thiết kế của nó cũng rất là đẹp các bác nhé. Đây là một cái mẫu dìu đồ long. Dìu đồ long. Đây trong hộp này, khi các bác nhận hàng này nguyên siêu, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện như này. Đấy, trong hộp luôn nhé. 850.000 một cái. 850.000 một cái này. Hàng này các bác trưng bày trong tủ thì tuyệt vời luôn. Các bác để trưng bày trong tủ thì tuyệt vời luôn này. Nhìn nó rất là đẹp này. Đấy, 850.000 đồng các bác nhé. Dìu đồ long. Đấy, một cái sản phẩm cũng là dìu nữa đây. Một cái sản phẩm cũng là dìu nữa. Dìu này dìu Nga. Dìu này dìu Nga các bác nhé. Dìu này là dìu xoáy này, nó khác. Con này bên em dân đang bán với giá là 380.000 đồng. 380.000 đồng. Dìu Nga. Dìu xoáy. Hay cái này các bác ở bên ấy thì người ta phá băng ấy. Nga nó băng tuyết, người ta phá băng. Cái này chặt cành chặt cây để cho các bác đi kiểu là sinh tồn, đi săn trong rừng. Rất là đẹp. Đấy, có bao luôn này các bác này. Cái mẫu này nó có bao luôn nhé. Ừ. 380.000 đồng. 380.000 đồng các bác nhé. Dìu. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là một số những cái dòng dao chặt này. Đấy, ở đây có dao chặt của Đức. Đây có dao chặt của Đức này. Đấy, con này thì giá cũ của em đang bán với giá là 300.000 đồng. Đấy, nay giảm giá cho các bác xuống còn 270.000 đồng một dòng dao chặt của Đức. Con này có kích thước tổng chiều dài của nó là 31 cm. Lưỡi của nó là 18. Bản dao của nó là 9 cm. Con này thì chặt trong gia đình thì rất là ok. Cán liền thân này các bác này. Cán của nó là cán liền thân nhé. Nên là các bác có cầm chặt cũng thoải mái luôn. Cũng cầm chặt thoải mái luôn này. 300.000 đồng. Đấy, giảm giá xuống còn 270. Con này bên em dân đang bán giá 270.000 đồng một cái dòng dao chặt của Đức. Đây, khi các bác nhận hàng thì nó sẽ trong túi bóng này nhé. Thực ra là trong túi bóng này thì ấy thôi. Nhưng mà nó không đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, một con tiếp theo đó là một con dao chặt đổ long đao. Đấy, của Akatsuki. Của Akatsuki. Đấy, trước là bán 270, giảm giá cho các bác xuống còn 250. Con này thì rất là đẹp. Con này rất là đẹp nhé. Cong như đồ long đao của Tạ Tốn ấy. Tổng chiều dài của nó là 30 cm. Từ lưỡi đến cán là 18. Bản dao chỗ to nhất 9,5. Chỗ nhỏ thì là gần 8. Gần 8. Các bác có chặt thái, băm tiết canh các thứ đều được. Nói chung là con này thì dùng thì rất ok, chặt xong gia đình. Một cái sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác đó là chặt 1 kg. Đấy, các bác lên đem mã này, mã chặt 2 nhé. Bị bom về mấy đơn, mấy gái. Đấy, con này 320.000 đồng. 320.000 đồng một con dao chặt này. Đấy, đợt trước các bác hỏi thì lại không có bán. Thế 320.000 đồng. Một sản phẩm tiếp theo em dân xin giới thiệu với các bác đó là một con dao, dòng dao gọt hoa quả của Gunbo này.
Dòng rau gọt hoa quả này thì bên em dân đang bán với giá là 90.000 đồng một con này. 90.000 đồng một con rau gọt hoa quả này. Các bác gọt thì rất là ok luôn, cầm rất là chắc tay. Chín mươi nghìn đồng một con các bác nhé. Một sản phẩm tiếp theo nữa em dân xin giới thiệu các bác là một cái dòng rau thái vỏ, còn đúng 3 con nhé các bác nhé, còn đúng 3 con thôi, cái hàng này chưa về hàng mới. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Akatsuki. Con này cũng rất là sắc bén nhé, rất là sắc bén, các bác thái cũng rất là ok luôn. Con này bên em dân đang bán với cái giá đó là 200.000 đồng một con. 200.000 đồng một con dạng mẫu rau thái này. Hàng này hàng đẹp luôn nhé. Hàng này hàng đẹp luôn. Có bao da các thứ đầy đủ cho chúng ta luôn. Đấy. Nên là các bác không sợ, ví dụ bình thường các bác đi làm có quấn làm nghề các bác quấn cái dẻo vào cái dao. Nhưng đây không, có bao đựng luôn cho chúng ta rồi. Đấy, hoặc con này các bác có thể đi rừng cũng được này. Đấy, còn đúng 3 con. 200.000 đồng một con. 200.000 đồng một con dao. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là một bộ thiết bị vệ sinh 6 món này. Một cái bộ thiết bị vệ sinh 6 món bằng inox này. Đấy. Cái bộ này thì nó có tổng cộng là 6 món. Đầu tiên là một cái giá gương này. Để các bác để thiết bị lên các thứ lên trong này. Đấy. Kính cường lực này của nó cũng rất là dày. Dày. Đấy. Thứ hai đó là một cái giá treo khăn này. Thứ ba đó là một cái đẻ xà phòng. Cái giá đẻ xà phòng. Đấy, thứ tư đó là một cái mẫu đẻ cốc này. Đấy, đẻ cốc này bằng inox. Nó có cái lỗ đây để thoát nước này. Đấy, các bác đẻ cốc đây nó sẽ thoát nước, thoát khí ra đây này. Đấy. Ở những cái lỗ này thì các bác để những cái bàn chải đánh răng. Những cái bàn chải đánh răng. Ở lỗ giữa này chúng ta để kem đánh răng. Một cái bộ như này thì đây, em giới thiệu hết đã. Và một cái hộp đựng giấy vệ sinh. Một cái hộp đựng giấy vệ sinh. Và một cái giá treo khăn. Tiếp được cái giá treo khăn của cái này rồi. Đây, có một cái giá treo khăn nữa không nhé. À, giá một cái móc áo nữa, một cái móc áo. Tổng một cái bộ này thì bên em dân đang bán với cái mức giá đó là 500.000 đồng. Giảm giá cho bác xuống còn 500.000 đồng. Đấy. Giảm giá cho bác xuống còn 500.000 đồng. Đây, thương hiệu của nó đây. Hộp của nó đây. Bỏ hộp của nó đây này con này. Đấy, thương hiệu của nó là Cát Linh. Đấy. Hàng này thì hàng xuất đến Việt Nam, hàng liên doanh của Việt Nam. Nói chung là dùng cái hàng này cũng rất là được. Đấy, hàng này cũng dùng rất là được mà nó cũng rất là đảm bảo. Nó cũng rất là đảm bảo cho chúng ta. Hình những cái hình ảnh ở đây thì là chỉ mang tính chất minh họa nhé, còn nó thực tế bên trong nó lại là khác, nó theo mã, nó có từng mã. Đấy, cái mã này ngày xưa là em bán cái mã khác, bán rất là ok. Những cái thiết bị vệ sinh này chúng ta mua những cái hàng nó rất là đảm bảo, các bác treo lên sử dụng nó nhìn nó rất là đẹp trong cái phòng vệ sinh của chúng ta. Nó có rất là nhiều kiểu nhé các bác nhé, nên là các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, 500.000 đồng một cái bộ 6 món này. 500.000 đồng một cái bộ thiết bị vệ sinh 6 món này coi nhé. 500k. Hàng thì đẹp và đảm bảo cho chúng ta luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu sen cây. Một cái mẫu sen cây này. Ở đây thì em đang có mẫu sen cây vuông. Sen cây vuông. Đấy, em có những cái thiết bị này, có những đầy đủ phụ kiện như thế này.
Con này thì đầy đủ phụ kiện cho chúng ta luôn. Đấy, gật gù đi. Các phụ kiện đi kèm này. Đầy đủ luôn các bác, nói chung là các bác chỉ việc về lắp là sử dụng thôi. Đấy, hàng thì đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, không giò nước. Đấy, không móp méo. Đấy, có giò nước có móp méo đổi cái mới. Có giò nước có móp méo đổi luôn các bác cái mới. Con này thì cái vòi tự do này của nó này, nó có thể xoay đi xoay lại này. Và ở đây thì có ba nút này. Một cái là tắm sen thường này, một cái là cặp tắm sen cây này. Này sen cây, sen bát sen cây của nó đây này con này. Đấy, cái bát sen cây của nó đây. Đấy. Các bác có thể thích hình chữ thập hoặc là hình vuông thì các bác để theo ý thích của chúng ta. Đấy. Và lúc nào khi có nhận hàng thì các bác xoáy chặt cái này lại thì nó sẽ cố định luôn. Em thì là hàng giới thiệu thôi nên là cũng không cần xoáy chặt lắm. Đấy. Một cái bộ sen cây vuông đây. Bên em dân đang bán với giá là 1.300.000 đồng. Và bao ship cho các bác luôn. Bao ship cho các bác luôn. Đấy, các bác đặt hàng bên em thì nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Đấy, và đây là cái điều chỉnh của nó này. Nhận hàng, kiểm tra hàng. Đấy, củ sen của nó kia bác này. Rất là đẹp và cứng cáp luôn nhé. Cái củ sen này của nó rất là đẹp và cứng cáp này. Em zoom to lên cho bác xem. Nó có những cái bạn này. Ba chế độ. Này, đây là một củ sen. Củ sen vuông. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Hàng đẹp, hàng chọn lựa luôn nên là các bác yên tâm. Đấy, 1.300.000 đồng. Cây sen tròn em có. Đấy, cây sen tròn em có. Các bác nào mà tham khảo cây sen tròn thì các bác xem lại cái video cũ em. Đấy, em hôm nay cũng quên không bày ra. Một cái sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu ga thoát sàn này. Cái này bằng đồng có nhé, cái khử mùi này bằng đồng này. Nó là tách riêng luôn. Đấy, các bác ví dụ là các bác có thể vệ sinh hay là có thể mở ra để chúng ta vệ sinh kiểm tra hoặc là đấy, sau đó chúng ta lắp lại. Lắp cái lọc rác này. Hoặc là chúng ta lắp cả cái lọc rác dưới này nữa. Đấy, nếu mà bác nào mà thấy yếu quá thì các bác bỏ cái này ra cũng được. Đấy, và chúng ta vặn lên. Đấy. 250.000 đồng một cái mẫu này. Con này thì là chất liệu inox của nó inox bóng nên là chúng ta không sợ bị hen gì. Bên dưới này là một lớp đồng nữa này. Đấy, độ dày của nó cũng rất là ok luôn. 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái mẫu ga thoát sàn này. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu vòi xịt vệ sinh này. Đấy, hay là còn gọi là xịt ít. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Một cái mẫu vòi xịt này thì bên em dân đang bán với cái mức giá đó là 130.000 đồng một cái. Con này thì chất liệu của nó bằng inox. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã vòi xịt inox nhé. Vòi xịt inox. Bên em dân đang bán một cái mã này với giá là 130.000 đồng. 130.000 đồng một cái mã vòi xịt này. Đầy đủ luôn các bác nhé, đầy đủ dây cấp các thứ luôn cho chúng ta luôn. Sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu vòi chậu. Vòi chậu này. Con này thì vòi này thì chỉ có nguyên nước lạnh thôi. Mẫu vòi này cũng nguyên nước lạnh thôi, các bác có thể bẻ quay xoay đi xoay lại này. Bẻ cong này, để chúng ta điều chỉnh này. Đấy, rất là tiện lợi. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 350.000 đồng một cái. 350.000 một sản phẩm này. Các bác có thể điều chỉnh này, ở đây này. Hai chế độ. Đấy, phun nước một tia và phun nước sen để rửa này. Đấy. Em đang có hai loại nhé. Một loại là bắt trên tường, cái loại này là bắt tường. Cái loại này là bắt vào tường này. Còn cái loại này bắt vào chậu này. Bắt vào chậu. Đấy. Một vòi nước lạnh này. Con này cũng có cái này này. Đấy. Rất là tiện lợi, có thể chỉnh tia. Đấy, và chúng ta có thể
tháo ra để vệ sinh này. Cái dòng cái vòi này chúng ta có thể tháo ra nhé. Đấy, tháo ra thì chúng ta vệ sinh rất là tiện lợi và sạch sẽ, rất là tiện lợi và sạch sẽ nhé con nhé. Cái sản phẩm này thì bên em dân đang bán cũng 350.000 đồng, bên em cũng bán với giá là 350.000 đồng nhé. Các bác có thể điều chỉnh cái mốc vòi này thì tùy theo ý chúng ta. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em đơn xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu đèn sưởi này. Một cái mẫu đèn sưởi nhé. Một cái mẫu đèn sưởi này nó rất là tiện này. Đấy, con này thì nó là thương hiệu của Đức. Đấy, nó là thương hiệu của Đức, công ty Đức sản xuất, nhưng mà nhà máy của nó lại là tại Việt Nam. Nhà máy của nó là tại Việt Nam. Và cái dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể bật một bóng, bật hai bóng và bật ba bóng. Đấy, tùy theo ý của các bác nhé. Đây, em xin cắm điện và bật thử này. Đấy, con này có công suất tổng của nó là 850W, 825W. Mỗi con này có công suất là 75W. Đây, một bóng này, hai bóng này, ba bóng này, hai bóng này. Đấy, rất là tiện lợi, rất là ấm nhé. Nhiệt độ lên rất là nhanh, nhiệt độ lên rất là nhanh. Các bác mùa đông hoặc là ngoài Bắc, hoặc là các bác có thể bật để sưởi ấm phòng. Đấy, thì các bác tùy theo cái độ, ví dụ là nhiệt độ các bác thấy lạnh lạnh thì các bác để một bóng. Đấy, hơi hơi lạnh thì các bác để một bóng. Đấy, lạnh quá thì các bác để hai bóng, ba bóng thì tùy theo ý chúng ta. Đấy, sau này ví dụ là dùng phòng ấm ấm rồi thì các bác chỉnh xuống ba bóng, chỉnh xuống hai bóng, chỉnh xuống một. Đấy, thì tùy. Đấy, các bác có thể chỉnh thoải mái. Đây, một bóng này, hai bóng này. Đấy, hay bật cả ba bóng thì đó là do nhu cầu chúng ta sử dụng. Mà nhưng mà nó có cái là điểm nó rất là tiện lợi. Con này thì hàng Đức, hàng của Germany Đức. Đấy, sản công ty của Đức, nhưng mà nhà máy của nó lại sản đặt tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, và xuất cho người Việt Nam. Nên là sử dụng nó rất là phù hợp. Đấy, tại vì người Đức, ở bên Đức người ta rất là rét, mùa đông nó rất là rét. Đấy, nên là nó sẽ dùng những cái dòng đèn sưởi, chất lượng của nó thì các bác yên tâm. Chất lượng của những cái đèn sưởi của nó thì các bác cứ nên yên tâm nhé. Đấy, một. Nói chung là nhiệt độ lên rất là ok. Đấy, các bác có thể ở đây là em đã thấy rất là ấm rồi. Đấy, không phải nói điêu đâu mà nó rất là ok nhé. Công suất mỗi quả này là 275W một quả. Đấy, thì chúng ta xử lý sử dụng. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo bên em dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu sen. Một cái mẫu sen gật gù. Một cái mẫu củ sen gật gù này. Hàng của Made in Japan. Con này thì bên em dân đang bán với cái mức giá đó là 480.000 đồng một cái này. 480.000 đồng củ sen này. Đấy. Con này thì bán dây cấp, bán riêng không nhé. Nếu mà một cái bộ dây cấp này, một cái bộ dây cấp như này thì chất liệu của nó thì là bằng cái bát sen này thì nó bằng mạ chrome nhé. Nó là mạ chrome thôi nhé, chứ nó không phải là bằng inox. Đấy, các bác thông cảm thế. Đấy, em cũng nói rõ rồi, không đến lúc nào chúng ta lại hiểu nhầm. Đấy, thì một con bát sen tròn bên em dân đang bán với giá là 130.000 đồng. Đấy, các bác mua cùng một bộ này thì là sẽ là được giảm giá xuống còn 600.000 đồng tròn. Đấy, 600.000 đồng tròn nhé, một bộ cả sen cả bát. Đấy, bát tròn. Đấy, bát vuông em cũng có nhé, bát sen vuông em cũng có đấy. Bát sen vuông này thì bên em dân đang bán với giá là, bát sen vuông này em đang bán với giá là một, cũng là 130.000 một cái bát vuông. Đấy, thì các bác ưng bát sen nào thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân Trịnh xin luôn một nút đăng ký kênh với nhé. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu một cái với các bác là đó, một cái mẫu vòi Larabo gật gù này. Đấy, con này có nóng có lạnh này, các bác lắp vào đây. Đấy, và con này là vòi chậu, chậu rửa. Rất là sang và đẹp luôn này. Một cái mẫu sản phẩm như thế này thì bên em dân đang bán với cái mức giá đó là 380.000 đồng. 380.000 đồng một cái mẫu Larabo này. 380k Larabo.
380.000 đồng một sản phẩm. Nói chung hàng này hàng đẹp luôn. Hàng này hàng đẹp luôn nên các bác yên tâm nhé. Sản phẩm tiếp theo thì bên Nam Dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu đầu chuyển vô đổi này. Các bác có thể bắt trực tiếp vào những cái vòi nước này. Đấy. Hoặc là các bác bắt qua những cái thiết bị như này. Đấy. Con này thì có thể bẻ quay 180 độ. Đấy. Này. Hàng này đẹp luôn. Hàng này đẹp luôn các bác nhé. Đây các bác xoáy vào đây. Đấy, các bác cái này có thể chuyển đổi này. Đấy, các bác xoáy vào hoặc là các bác vòi thì các bác nhắc vào đây hoặc là các bác xoáy vào những cái đầu vòi của nó này. Những cái đầu vòi kiểu như này này. Đấy, những cái đầu vòi kiểu ví dụ kiểu như bát sen này. Hoặc là những cái vòi đầu vòi kiểu khác thì chúng ta có thể xoáy vào. Đấy, gen trong hoặc là chúng ta xoáy gen ngoài. Thực ra là những cái này nó phải có cái ấy của nó xoáy ra cơ chứ tay tay thì em lại không xoáy được. Đấy. Một cái mẫu vòi như này thì bên em Dân đang bán với mức giá đó là 50.000 đồng một cái. 50.000 đồng một cái dây này. Đây. Hàng đẹp luôn các bác nhé. Hàng này dùng rất là ok luôn nên là các bác yên tâm. Sản phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu ghế câu nhé. Ghế đi câu này. Đây, và đây em sẽ giới thiệu cho các bác nó chi tiết. Đấy. À, một cái mẫu ghế đi câu này thì em xin đo kích thước của nó luôn nha các bác nhé. Đây. Em xin đặt đây. Em xin phép các bác là em chỉnh lại cái móc góc máy quay một tí. Đấy. À, các bác đi qua kênh thì cho em Dân xin một nút like nhé. Đấy, cũng cho em xin luôn một nút đăng ký kênh nữa. Để kênh em có thể phát triển lớn mạnh hơn. Nhưng cũng như là phục vụ tốt nhất đến quý các bác anh chị. Con này thì tổng chiều cao của nó nhé. Tổng kích thước chiều cao của nó này. Là cao của nó là 70cm. Đấy, ghế ngồi thì độ rộng của ghế ngồi của nó đây. Là 38cm. Cứng chắc bền. Đấy, em Dân xin phép là đứng lên cho các bác xem. Đây. Em là nặng gần 60kg. Nhảy nhé. Nhảy hip hop này. Không việc gì. Không việc gì cả. Các bác ngồi đi câu thì rất là phù hợp. Đấy, rất là phù hợp khi để cho các bác cầm đi câu. Đấy, câu xong đó gấp vào. Gấp vào cầm về này. Rất là gọn. Gấp vào cầm về rất là gọn này. Đấy, các bác có chẳng lên xe các thứ nó cũng rất là tiện. Chất liệu con này thì bằng vải dù này, đường những cái đường may rất là chắc chắn này. Em thì có hai màu, màu đen và màu xanh nhé. Đấy, đây là một cái mẫu ghế đi câu. Ghế đi câu bên em Dân đang bán với mức giá đó là 220.000 đồng. 220.000 đồng một cái mẫu ghế đi câu này. Đẹp luôn các bác. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy. Đấy, thì vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những cái mẫu sản phẩm bên em đang có phân phối. Các bác ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Xin cảm ơn các bác.